Sau khi Lâm Giao và Vương Hải kết hôn được 4 năm, một cô gái đã kết bạn với tài khoản mạng xã hội của Lâm Giao và yêu cầu cô đừng trở thành người thứ ba giữa cô ta và chồng cô. Lâm Giao cầm theo giấy đăng ký kết hôn đến gặp cô ta. Cô ta tỏ ra bối rối, nhưng vẫn không có ý định chấm dứt với chồng cô. Lâm Giao nói với mẹ mình rằng chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài. Dù nói với mẹ như vậy, cô cũng không định nhờ bà giúp cô lấy lại công bằng hay có bất kỳ hành động gì với bọn họ nhưng bà lại lập tức lớn tiếng phản ứng lại. Thằng nhóc tiểu hải đó sao có thể có người ở bên ngoài được? Nhìn mặt nó thật thà như vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Bị chồng cắm sừng, lại bị gia đình ngăn cản ly hôn. Không có chỗ dựa, Lâm Giao phải làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân nghiệt ngã này? Câu chuyện hấp dẫn cô vợ liên kết cùng với tiểu tam, trả thù gã chồng bội bạc, dành hết tài sản này, sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cô gái đó đã đến cửa nhà con rồi. Lâm Giao ngồi đối diện mẹ cô và tiếp tục giải thích. Vậy con định làm gì? Con không muốn ly hôn đấy chứ. Ly hôn xong thì con sống ở đâu? Bà đứng lên đầy vẻ lo lắng. Cô lập tức mỉm cười nói. Không có, con chỉ giỡn thôi. Giữa những lời phàn nàn tức giận của bà, cô đi ra khỏi nhà, đi bộ xuống phố, dường như cô không còn nơi nào khác để đi. Giữa đám đông hối hả, ai cũng có nơi để đi, hình như chỉ mình cô là không có. Lâm Giao kết hôn được 4 năm, cô nhớ lại thời điểm khi hai người bọn họ kết hôn. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp, về nhà đã thấy mình không còn phòng nào để ở. Em trai sắp lấy vợ, nên cha mẹ cho cô ra ở phòng khách. Lúc đó họ nói, đằng nào con cũng chỉ ở vài ngày, ở tạm chỗ này cũng được. Lúc đó cô và Vương Hải mới quen nhau. Cô kéo vali, gọi điện cho anh. Hình như em không còn nhà nữa, ngay cả phòng riêng cũng không có. Vương Hải tới đón cô, đưa cô về căn nhà anh thuê và bảo sẽ cho cô một mái nhà. Hai người bọn họ cưới nhau đúng thời điểm đó. Không có lễ nghi gì, chỉ đi lấy giấy chứng nhận. Sau đó cùng nhau ăn một bát mì bò, anh thêm cho cô một quả trứng rán. Hai người bọn họ cùng nhau làm việc cật lực để mua một căn nhà, tính toán các chi phí. Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà, hai người bọn họ ở trong một khu xa xôi hẻo lánh, trong phòng thường xuyên có chuột và rán cô đã mua rất nhiều thuốc diệt chuột nhưng không ăn thua lúc đó vương hải luôn ôm cô và nói cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa chịu đựng thêm một chút nữa là sẽ ổn thôi bốn năm qua một mặt tiết kiệm tiền mua nhà một mặt liên tục chuyển chỗ ở nhưng không có chỗ nào thực sự vừa lòng hai người bọn họ phải chấp nhận thực tế chịu đựng chuyển từ phòng này sang phòng khác cuối cùng hai người bọn họ đã tiết kiệm được tiền để đặt cọc và sẽ chuyển đến ở vào tháng tới nhưng mới đêm qua một cô gái đã thêm cô trên mạng xã hội cô ta bảo cô đừng làm tiểu tam phụ nữ phải có lòng tự trọng lúc đó cô mới biết chồng mình đã ngoại tình hơn một năm nay lâm giao thực sự không biết phải làm gì tìm anh ta hỏi lý do hay sao cô cầm điện thoại run run lúc đó mới nhận ra mình thực sự hèn nhát đến cả dũng khí đối đầu với anh ta cũng không có cô chỉ vội nói mẹ không khỏe cô về thăm. Vương Hải đang chơi game trên điện thoại, không thèm càng ngẩng đầu lên chào cô. Bước chân ra khỏi nhà cha mẹ, Lâm Giao đã phải đối mặt với câu hỏi tương tự. Cô phải đi đâu? Mùa đông ở thành phố A hơi lạnh, cô kéo chặt áo gió, thực sự không biết phải đi đâu. Trong 4 năm qua, vì kiếm tiền, dành toàn bộ sức lực cho công việc, khiến cô gần như không có bạn bè. Bạn thân nhất của cô là bạn cùng phòng thời đại học, nhưng hai người bọn họ giờ thành kẻ nam người Bắc Cô không muốn kể cho cô ấy biết Cô gái kia tiếp tục gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho cô Lâm Giao từ chối cuộc gọi Hẹn cô ấy gặp và nói chuyện vào ngày mai Cô muốn biết rõ ràng Chính xác thì chồng cô đã lừa dối cô như thế nào Thật ra ngay khi cô gái kia gửi tin nhắn cô đã tin Nhưng cô vẫn muốn biết Bọn họ ở cùng nhau như thế nào Cái người 4 năm chung giường với cô dùng bộ mặt nào để đối phó với cô. Lâm Giao mua một ít đồ ăn ngon và rượu, rồi quay về. Bên trong đồ ăn có thuốc ngủ. Lúc đầu anh ta phàn nàn rằng cô lãng phí tiền bạc, nhưng cô nói là cô lo anh ta làm việc vất vả, muốn bồi bổ cơ thể. Trong lúc ăn, cô hỏi anh ta, anh thích điều gì ở em? Vân Hải có chút không kiên nhẫn đáp. Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi mà em còn hỏi điều này à? Lâm Giao tiếp tục hỏi. Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại muốn ở bên em? Vương Hải thậm chí không thèm trả lời. Tiếp tục vừa ăn vừa chơi điện thoại. Hai người bọn họ chưa chuyển đến nhà mới, vẫn sống trong căn nhà thuê một phòng. Trong phòng chỉ có giường, tủ và một cái bàn. Ngồi ăn tại bàn, qua chiếc gương trên tủ quần áo, cô nhìn thấy bộ dạng của chính mình. Hơi béo, mặt bóng lên vì nấu nướng, tóc tai bù xù, tự cảm thấy mình có chút ghê tởm muốn nôn bốn năm qua cô chỉ hướng tới một mục tiêu kiếm tiền mua nhà đã lâu rồi cô không soi gương kỹ càng khó trách ngay cả việc chồng cô có người khác cô cũng không biết không hiểu sao khi hỏi câu này cô lại thấy nghẹn ngào tối qua khi biết chồng ngoại tình cô cũng chưa từng có cảm giác như thế nhưng lúc này khi hỏi về quãng thời gian đó cô họng cô như mắc nghẹn lại Lâm Giao cố nhịn cảm giác muốn khóc. Cuối cùng hình như anh ta nhận ra cô có điều gì đó không ổn và ngừng ăn. Vương Hải ngẩng đầu lên hỏi cô. Em bị sao vậy? Mẹ em nói gì à? Không, em chỉ muốn hỏi một điều. Nói đi. Lâm Giao dàn tất cả cảm xúc lại, giả dạ vờ thản nhiên. Anh có bao giờ nghe câu nói, bụng đói ăn quàng, hoảng không chọn lộ, lạnh không chọn quần, bần hàn không chọn vợ không? Vương Hải giữ người, nhưng chỉ trong vài giây liền giận dữ. Ý em là gì? Bây giờ em chê anh nghèo à? Sao em không nhìn vào gương xem, mình trông như thế nào? Một chữ nghèo giống như là lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng của anh ta. Bây giờ là 6 giờ chiều, nhà thuê nóng như phòng sông hơi. Để tiết kiệm điện, hai người bọn họ thường chỉ bật điều hòa nửa tiếng, khi nóng không chịu nổi thì mới bật lại. Vương Hải tức giận, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt hung dữ mồ hôi dịn ra trên trán khóe miệng bóng loáng lâm dao chợt muốn biết cô gái gửi tin nhắn cho cô có từng nhìn thấy anh ta trông như thế này chưa hai người đối đầu nhau nhưng lúc này cô thậm chí không còn sức để tranh luận cô chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi hai người có thể nói nhỏ lại được không phải để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ cô gái sống trong phòng đơn kế bên gõ cửa nhắc nhở thật buồn cười Cô đã 27 tuổi rồi, thậm chí còn không có chỗ riêng để cãi nhau. Tại sao cuộc sống của cô lại như thế này? Lâm Giao hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Vì cô chọn thuê chung căn hộ, nên muốn 6 giờ đã đi ngủ, người khác phải nhường cô. Còn vợ chồng tôi cùng thuê, muốn cãi nhau thì phải đi tìm chỗ khác để tránh phiền giấc ngủ của cô à? Đồ thần kinh! Cô ta mắng một câu rồi bỏ đi. Vì sự xuất hiện của cô ta mà cuộc giằng co của vợ chồng cô kết thúc. Vương Hải lấy quần áo đi tắm, để lại trên bàn bừa bộn một mớ. Nếu trước đây cô sẽ dọn sạch sẽ, nhưng hôm nay cô mặc kệ. Lâm Giao đến trước gương nhìn thật kỹ, cô gần như không thể nhận ra chính mình. Cô trở nên như thế này từ khi nào vậy? Tắm xong, Vương Hải nhìn bát đĩa trên bàn, thản nhiên nói. Sao em còn chưa rửa bát? Vương Hải, Sao anh nghĩ tôi phải là người rửa bát? Tôi sinh ra là để rửa bát và nấu ăn à? Anh có trả lương cho tôi không? Lâm Giao hỏi anh ta hết câu này đến câu khác, tựa như đang tự hỏi chính mình. Chết tiệt, còn mợ nó, Lâm Giao, hôm nay cô nổi điên à? Tôi không so đo với cô, thật xúi quẩy. Nhìn xem, anh ta coi chuyện này là suối quẩy, vậy tại sao cô phải chịu đựng lâu như vậy? Vì trong thức ăn có thuốc ngủ, đêm đêm đó anh ta ngủ rất say cô dùng chức năng mở khóa bằng vân tay để mở điện thoại của anh ta đây là lần đầu tiên cô kiểm tra điện thoại của chồng sau khi kết hôn và cũng có lẽ là lần cuối cùng cô thấy anh ta nhắn tin cho cô gái bé cưng đang suy nghĩ gì vậy sao lại không ăn cơm vương hải mua son y túi sách dê cho cô ta để giúp cô ta học tập còn mua cho cô ta một máy tính sách tay điện thoại của cô bị kẹt phím anh ta nói cố gắng sử dụng thêm một thời gian sinh nhật cô tự tặng mình một thỏi son anh ta nói phụ nữ phù phiếm dễ bị rơi vào cái bẫy tiêu dùng hóa ra cô không phải là người rơi vào bẫy chủ nghĩa tiêu dùng mà bị lừa vòng vòng bằng những lời nói như vậy lâm giao cũng nhớ lại một ngày mưa lớn của tháng trước anh ta lái xe đi đón cô gái kia còn cô vì để tiết kiệm mấy trăm nghìn tiền taxi cô ngâm mình như chó chết đuối dưới cơn mưa để bắt xe buýt. Khi quay về trước mặt cô, anh ta sững sờ vài giây, nói hôm nay mưa lớn quá. Sao anh ta lại không biết chứ? Mưa lớn còn đi đón người khác, còn cô thì ngu ngốc, dầm mưa cả tối để về căn phòng tồi tàn này. Cô thực sự không thể ở cùng phòng với anh ta, nên đã thu dọn hành lý và rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Lâm Giao tìm được một khách sạn, thuê phòng theo giờ đầu óc cô hỗn loạn. Dường như cô có thể hình dung ra cách anh ta đối xử với cô gái đó, có bao nhiêu quan tâm, có bao nhiêu thân thiết, sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền. Hóa ra không phải anh ta kêu ca việc cô tự mua sắm, mà là người đàn ông này thực sự cảm thấy cô không xứng đáng với bất cứ thứ gì. Bất cứ số tiền nào cô tiêu cho bản thân đều sẽ là lãng phí trong mắt anh ta. Lâm Giáo quyết định gặp cô gái, mang theo giấy đăng ký kết hôn trên bàn quán cà phê cô đặt thẳng giấy đăng ký kết hôn của mình lên cô ta cầm tờ giấy chứng nhận với vẻ mặt khó tin rồi lại nhìn cô bàn tay run rẩy nếu không có chuyện gì để nói thì tôi đi lâm giao cầm lấy tờ giấy chứng nhận dù sao thì cô cũng cần nó để ly hôn nhưng cô ta đột nhiên ngăn cô lại chị chị không trách tôi sao khuôn mặt cô gái trẻ trắng mịn đôi mắt to ngấn nước nhìn cô Chẳng trách Vương Hải không nỡ để cô ta bị ướt trong mưa. Tôi có thể trách gì cô? Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy còn độc thân. Tôi đang định giới thiệu anh ấy với bố tôi. Cô gái cúi đầu tự trách mình. Lâm Giao thoáng nhìn thấy chiếc bô màu đỏ đỗ bên ngoài. Trước đây cô từng thấy khách hàng của mình lái chiếc xe này. Giá thị trường hơn 2 tỷ. Một cô gái tầm 20 tuổi cũng có thể lái được chiếc xe như thế này. Thảo nào Vương Hải lại vội vàng bám dính như thế. Lâm Dao nhìn cô gái nét đơn thuần kia, đột nhiên đổi ý nói, "Tôi muốn ly hôn với anh ta, cô có thể giúp tôi được không?" "Giúp như thế nào?" Lâm Dao nhìn vào mắt cô ấy và nói từng chữ, "Cô không cần phải làm gì cả, chỉ cần đừng nói cho anh ta biết chúng ta đã gặp nhau. Chỉ vậy thôi." "Ừ, chỉ vậy thôi. Nếu không ngại, cô có thể cho anh ta một chút hy vọng như vậy chúng tôi sẽ ly hôn nhanh hơn lâm giao tiếp tục nói cô gái chợt ngồi xuống khuôn mặt đơn thuần tái đi tôi làm như vậy có tốt gì cho cô lâm giao mỉm cười đáp chính là như thế vương hải sẽ không thu được lợi ích gì từ việc này cô gái im lặng cô biết cô gái đã đồng ý một cô gái có một cuộc sống sung túc như vậy sao có thể chịu đựng được lòng tự trọng của mình bị trà đạp như thế cô ta không hề muốn xin lỗi cô chỉ là thử tìm cách tiếp cận cô mà thôi lâm giao không về căn nhà thuê nữa rời khỏi khách sạn tự thuê một phòng ở cho mình cô không có nhiều thời gian để đấu khẩu cô còn phải đi làm không đi làm thì không trả nổi tiền thuê nhà không đi làm không có cơm để ăn giờ cô chỉ còn mỗi công việc để dựa vào thôi một tuần sau khi cô chuyển đi Vương Hải đến tìm cô ở công ty. Giao giao, em sao vậy? Sao không trả lời điện thoại của anh? Em còn giận anh à? Bộ dạng có vài phần yếu tố, anh ta nói câu này với vẻ thâm tình. Mấy cô gái trong công ty đều hóng hớt nhìn sang. Lâm Giao chợt nhớ ra, anh ta luôn dùng thủ đoạn này để đem việc riêng tư ra trước công chúng, buộc cô phải phục tùng. Khi còn học đại học, cô chưa quyết định có nên ở bên anh ta hay không anh đặt nến hình trái tim và hoa hồng dưới chân ký túc xá, nói với cô rằng anh thích cô đến mức nào. Những người chứng kiến lúc đó cũng gieo hò, đồng ý đi, đồng ý đi. Khi đó hai người bạn cùng phòng đã nói với cô, một người con trai sẵn sàng bất chấp mặt mũi vì cô như thế, sao cô không thử cùng xem. Thực ra lúc đó cô rất do dự, cô không cảm nhận được anh ta thích cô đến mức đó. Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy hồi còn đi học cô nổi tiếng là người có trí phấn đấu hàng năm đều nhận được học bổng còn làm thêm đủ thứ việc lúc đó nghe có người bàn tán ai lấy được cô sẽ gặp may mắn quả là bọn họ nói đúng tính cô đơn giản tiết kiệm tự ái cao khi ở bên vương hải cô làm mọi thứ để không trở thành gánh nặng không gây phiền toái cho anh ta lâm giao cũng từng hỏi anh ta thích gì ở cô vương hải nói thích sự độc lập của cô hóa ra không phải là anh ta thích cô độc lập mà thích cô không gây phiền toái thích một người không để ý đến gia cảnh của anh ta sẵn sàng ở bên anh ta những lúc gian nan thời điểm khó khăn nhất một gói mì ăn liền mỗi người một nửa lần này cô không làm theo ý muốn của anh ta không phải hắn luôn thích để người ngoài phân xử chuyện riêng tư sao lâm dao ngồi xổm xuống đất và bật khóc xin đừng đánh tôi tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của anh với cô ấy vợ chồng xảy ra chuyện muốn giành lợi thế đừng nói đến lẽ phải chỉ cần bắt đúng thời điểm thôi vương hải muốn đóng vai người chồng hiền lành nhưng cô thì không cô không chỉ muốn vạch trần hành vi lừa dối của anh ta mà còn muốn đội cho anh ta một chiếc mũ bạo lực gia đình nhìn thấy vẻ thay đổi đột ngột của lâm giao vẻ mặt dịu dàng của anh ta cuối cùng cũng vỡ tan vương hải đưa tay định kéo cô dậy nhưng mấy đồng nghiệp nam đã nhanh chóng tách anh ra lâm giao và vương hải quen nhau nhiều năm như vậy Sao cô có thể không đoán được anh ta sẽ đến công ty? So với việc anh ta đến tìm cô, cô nên hành động trước. Gần đây ở văn phòng, cô cố tình để lộ những vết bầm tím, tất cả đều là do cô tự làm. Cô không muốn mất việc vì cuộc hôn nhân này, cô cần sự thương cảm, càng cần hơn nữa việc anh ta sau này không thể bước chân vào cửa công ty cô. Nhưng cô chưa bao giờ nói ở văn phòng rằng cô đang gặp trục trặc trong hôn nhân, cô chỉ để họ đoán, để bọn họ tự tìm hiểu ở thành phố này cô có rất ít người quen chỉ có các đồng nghiệp đã thân thiết được hai năm nay mọi người đều rất hiểu nhau thậm chí trước đây cô còn dẫn vương hải tham gia một số hoạt động tập thể của công ty lâm giao làm điều này chỉ mong vương hải sẽ không đến công ty làm phiền cô nữa quay về căn nhà thuê của mình vương hải tiếp tục gọi điện nhưng cô không trả lời vương hải gửi tin nhắn hỏi cô có làm gì cô gái đó không nói cô đừng làm tổn thương cô ta có gì thì tìm anh ta nói chuyện đừng làm tổn thương cô ta thật nực cười điều lo sợ đầu tiên của chồng cô không phải là chuyện cô biết anh ta ngoại tình mà sợ cô tổn thương tình nhân của anh ta chính anh ta là người chủ động theo đuổi cô cũng chính anh ta là người nói với cô rằng sẽ cho cô một mái nhà cũng chính người này đã phá hủy mọi kỳ vọng của cô không có lẽ ngay từ đầu anh ta chỉ muốn chọn một người vợ có giá trị cao giống như hai người bọn họ phải chấp nhận phòng trọ khi chưa có nhà riêng. Dù rất ghét, nhưng vẫn phải ở vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, Vương Hải đã có lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên là đến lúc anh ta muốn chuyển nhà. Chẳng bao lâu sau, Lâm Giao nhận được điện thoại của mẹ cô. Bà nói, đàn ông cả, lăng nhăng một chút bên ngoài cũng là bình thường. Con không còn phải là 18 đôi mươi, mọi thứ cũng chẳng có gì xuất sắc còn đòi hỏi mình phải được ưu tiên đầu tiên à bà dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói còn điên rồi đọc sách cho lắm rồi ngu người cúp điện thoại xong vương hải buổi tối tiếp tục nhắn tin ý cô là gì nếu không được thì chúng ta ly hôn cô đừng có vì chuyện này mà trốn tránh tôi lần này cô trả lời anh ta tôi không ly hôn đấy vài năm nữa để xem cô gái nhỏ của anh có thể đợi được bao lâu chỉ cần tôi không ký thì anh đừng hòng ly hôn vương hải gọi lại lần này cô trả lời ý cô là gì mẹ cô nói cô đã quyết tâm ly hôn tôi đổi ý rồi anh tốt như vậy cơ mà tôi buôn ba bao nhiêu năm cũng chẳng có gì nổi bật đương nhiên phải giữ anh lại rồi vậy sao cô còn dọn ra ngoài hắn tự hồ rất không kiên nhẫn cô thực sự đã quen với tính khí nóng nảy của anh ta cũng tự coi thường chính mình tôi dọn đi vì chỉ cần nghĩ đến việc phải thở chung một bầu không khí với anh thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn hãy nhớ cho kỹ ly hôn hay không là do tôi tôi đã không muốn thì anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ta thái độ của anh ta cuối cùng cũng dịu lại xin cô lâm giao đừng tìm đến cô ấy cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần lâm giao không nghe nữa và cúp máy cô gái kia nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô cô phải giữ vững tinh thần nhé đừng có giống mấy loại người ngoài miệng thì nói mạnh lắm tối về lại luyến tiếc loại gì chúng ta là loại gì cô ta không trả lời cô nắm chặt điện thoại trong tay cùng một chuyện ai muốn có được nhanh người đó phải trả giá cao hơn cô muốn đợi đến khi vương hải tìm cô tha thiết xin ly hôn những ngày sau đó vương hải vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô nhưng lâm giao không trả lời mọi chuyện bình thường cho đến một ngày em trai cô gọi cô về nhà ăn tối để chúc mừng sinh nhật bố lâm giao đang xách những túi lớn túi nhỏ thì mẹ gọi cô con gái con có nói bố đến đón con không con nói bố đến đón con khi nào lâm giao tự lái xe về về đến nhà thấy bố cô đi cùng cô em họ con về rồi à ông nhìn cô có vẻ hơi xấu hổ nhưng cô đã quen rồi ông luôn như vậy hồi cô mới đi làm có lần không mua được vé xe Đến 7 giờ tối cô mới về đến thị trấn Cô phải đợi trên đường hơn một tiếng đồng hồ Mới thấy ông tới đón Ông còn bán cô Có phải là cô thích hành hạ người khác không Muộn như vậy còn bắt ông đi đón Nhưng cũng trong mùa đông lạnh giá đó Khi cô em họ cô từ xa trở về Bố cô bất chấp mưa tuyết nửa đêm đi đón cô ta Em họ là con gái của em gái bố cô Nhà hai người bọn họ cách nhau không xa vì thế mỗi lần cô ta về đều là bố cô đi đón em họ kém cô vài tuổi đến khi đi học cũng là bố cô đưa đón thật là chiều chuộng cưng nựng trong bữa ăn em trai cô hỏi cô có thực sự muốn ly hôn không ly hôn cô sẽ nhận được bao nhiêu và dự định của cô là gì bố cô nói luôn ở thị trấn không thoải mái vẫn nên sống ở thành phố lớn với điều kiện y tế tốt hơn sau này mẹ cô ốm sẽ dễ dàng đi khám hơn Lâm Giao hỏi lại Chẳng phải bố đã mua nhà cho em trai cô ở thành phố A rồi sao? Sao không đến ở cùng nó? Bố cô đập mạnh mắt xuống bàn và nói Tao biết ngay là đẻ con gái không nhờ vả được gì mà Không nhờ vả được gì Mấy năm nay tiền thuốc men của bố ai trả Quần áo một năm bốn mùa của cả hai người là ai mua Mỗi tháng chi phí sinh hoạt 15 triệu từ trên trời rơi xuống à Con tốt nghiệp đại học Cũng đã được ký hợp đồng nhưng phải đợi thêm một tháng mới nhận việc. Một tháng đó con phải làm hết việc đồng áng. Còn bố nói gì? Con ngồi chơi ăn cơm trắng. Lâm Giao nói một hơi, thậm chí còn không kịp thở. Bố cô tức quá mà lao tới đánh cô. Mong cô chỉ biết bới móc chuyện cũ. Mẹ vội kéo cô vào bếp. Khi cô và mẹ xong việc ở trong bếp, bên ngoài họ đã ăn gần xong. Nhìn cảnh tượng này, cũng như vô số những lần tương tự như trước xẹt qua tâm trí cô. Lâm Dao ghét sinh nhật của họ, cô ghét năm mới, cô ghét bất kỳ ngày lễ nào. Bởi những lúc như thế này, mẹ con cô như những người hầu của xã hội cũ, phải bận rộn từ sáng đến tối, lo cho họ ăn uống vui vẻ rồi dọn dẹp chiến trường. Lâm Dao thực sự chán ngấy những ngày như thế này. Cô quay lên phòng, lấy túi định bỏ đi. Rồi cô thấy thằng cháu cô đang dùng bút vẽ lang nhăng lên túi. Đây là món quà sinh nhật của người bạn thân nhất tặng cô. Cô vô cùng trân trọng chiếc túi ấy. Thằng bé rừng Dưng ngước đầu lên nhìn cô rồi tiếp tục vẽ. Lâm Dao bước tới, giật lấy đồ chơi của nó ném xuống đất. Đó là một chiếc mô hình siêu nhân gãy luôn một tay. Nó có một chút không tin nhìn cô, cô đá thêm vài phát nữa, nó lập tức gào lên. Em trai cô và những người khác vội chạy vào, thằng bé lao vào lòng bố khóc lớn. Bác bắt nạt con. Em trai cô dỗ dành thằng bé, quay sang nói cô. Chị, sao chị lại so đo với một đứa trẻ? Lâm Giao nói với nó, nếu không thì cô so đo với nó, cô đền món đồ chơi. Nó cười ha hả, thật không biết xấu hổ. Lâm Giao lức nhìn món đồ chơi, đồng nghiệp của cô trước đây đã mua cho con trai cô ấy. Món đồ chơi này hình như có giá hơn 100.000. Lâm Giao nói tiếp, chị sẽ đền món đồ chơi, nhưng con trai cậu làm hỏng túi của chị, cậu cũng phải đền logo thương hiệu đi in rõ trên túi. Em trai cô sửng sốt một lúc. Túi xịn đấy à? Đúng, có hóa đơn đấy. Lâm Giao cười đáp. Được lắm, chị sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy để mua một chiếc túi cho mình mà không nỡ chi tiền cho bố mẹ. Thằng em trai vẫn nộ mắng cô, ra cái vẻ đầy trợn nghĩa. Vậy hãy tính xem những năm qua cậu cho bố mẹ bao nhiêu, chị cho bố mẹ bao nhiêu. Lâm Giao nói xong, tinh thần trượng nghĩa của nó đột nhiên biến mất. Lúc này mẹ cô xuất hiện, nhìn bầu không khí căng thẳng của hai người bọn họ rồi ngắt lời. Lâm Dao, còn bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua với một đứa trẻ, vẫn giống hệt như hồi nhỏ, luôn thích bắt nạt em trai mình. Bà nói những câu này như vẻ rất bình thường, nhưng thực chất đang hắt nước bẩn vào cô. Bọn họ đều ra vẻ sợ cô bắt nạt. Cô bắt nạt được ai? Cô mà mạnh mẽ được như vậy thì đã tốt. Lâm Tử Hàm, cậu nói một câu thật lòng đi. Mấy năm qua là ai bắt nạt ai? Thằng em cô chưa kịp mở miệng nói câu nào. Bố cô đã lên tiếng. Mày lại làm cái trò gì vậy? Vừa về đến nhà là làm ầm mỹ lên. Muốn tất cả nhà phải xin lỗi mày à? Lâm Giao thực sự không còn sức để tranh cãi nữa. Chỉ có trẻ con mới kiên trì tìm hiểu đúng sai. Chúng đâu biết rằng nếu người lớn yêu chúng, mọi thứ chúng làm đều đúng. Còn nếu đã ghét, thì có làm gì cũng là sai. Ngay cả cái tên của cô cũng được đặt một cách tùy tiện. Lúc đi làm giấy khai sinh, bố cô nhìn thấy bức tranh hoa mai trên tường nên lấy luôn tên đó đặt cho cô. Còn tên của em trai cô, ông bỏ ra mấy triệu để xin tên từ một người bạn dạy học. Khi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cô luôn muốn tranh cao thấp với em trai mình. Mỗi kỳ thi cô đều cố gắng, nghĩ rằng nếu cô đứng đầu lớp, họ sẽ vui vẻ sẽ nhìn cô nhiều hơn một chút. Nhưng thực tế, dù cô đứng đầu kỳ thi, đứng nhất khối, họ đều không bận tâm. Họ chỉ vui mừng khi em trai cô tiến bộ. Vương Hải không kiên trì được một tháng, liền chủ động ly hôn với Lâm Giao, hẹn gặp cô ở quán cà phê ở tầng dưới khu nhà. Vương Hải ra điều kiện. Nhà của cô, xe của anh ta, tiền gửi ngân hàng mỗi người một nửa. Lâm Giao phản đối, nói rằng số tiền gửi kia lương của cô cao hơn cô phải được nhận nhiều hơn giống như châm một mồi lửa các đường gân trên mặt anh ta nổi lên hết anh ta gầm lên cô được đó nhưng đừng có kiêu ngạo cô kiếm tiền nhiều hơn đàn ông thì sao không ai thích cô bố mẹ cô cũng không cần cô cô lấy hết tiền đi dù gì cô cũng trắng tay thôi lâm sao đồng ý không một chút do dự kẻ quyết định trong lúc nóng giận sẽ không cân nhắc được hậu quả Trước đây để bảo vệ lòng tự trọng của anh ta, chưa bao giờ cô nhắc đến chuyện tiền lương, nhưng bây giờ cô không cần nghĩ cho anh ta nữa, cô chỉ muốn dùng tất cả những lời có thể nghĩ ra để làm tổn thương anh ta không một chút do dự. Vương Hải cũng vậy, trước đây đều né tránh vấn đề cha mẹ cô, nhưng bây giờ không một chút ngập ngừng mà dùng nó để đâm cô. Thời điểm còn yêu đương, hai người sẽ kể những bí mật của mình cho nhau, không biết được rằng sẽ có lúc những bí mật đó biến thành dao nhọn đâm vào ngực nhau. Hai người bọn họ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục. Phút cuối anh ta xin lỗi, nói rằng không định nói những câu đó để tổn thương cô. Vương Hải nói cô quá mạnh mẽ, mỗi tháng đều gửi tiền cho cha mẹ, lại dốc hết sức lực để làm việc. Cô khiến cho anh ta cảm thấy bản thân kém cỏi. Hai người là vợ chồng, nhưng cô chưa bao giờ tin tưởng hay dựa dẫm vào anh ta. Vương Hải có vẻ ấm ức khi nói về những điều này lúc đầu lâm giao không muốn trả lời nhưng không biết tại sao có lẽ là vì quá buồn cười đi cô hỏi anh ta anh biết rõ loại tâm lý này của cô nhưng có bao giờ anh nói cô không cần phải lo không có từng bao giờ suy nghĩ cho cô không có từng nấu cơm cho cô khi cô tăng ca không đón cô được bao nhiêu lần tháng trước mưa to cô bắt xe buýt về nhà để tiết kiệm tiền còn anh ta anh ta đi đón ai anh trách cô quá mạnh mẽ, nhưng anh đã làm gì để cô không cần phải mạnh mẽ để được dựa vào. Vương Hải bị Lâm Giao hỏi đến Á Khẩu, cuối cùng chỉ để lại một câu. Nếu em nghĩ cuộc đời là một cuộc tranh luận, thì anh mong em luôn là người chiến thắng. Nói xong thì anh quay lưng bỏ đi. Buổi tối cô nhận được điện thoại của mẹ. Bà hỏi tại sao chuyện lớn như chuyện ly hôn mà cô lại không nói, để Vương Hải thông báo cho bà biết hỏi bà có còn là mẹ của cô không lâm dao buột miệng nói mẹ con mệt quá con định từ chức để nghỉ ngơi một thời gian còn có thể về nhà được không ở đầu dây bên kia bà ấp úng không nói được tiếng nào lâm dao hiểu ý nói luôn là chỉ đùa vậy thôi bọn họ luôn nói cô quá mạnh mẽ không biết mềm mỏng phụ nữ nhưng muốn mềm mỏng thì phải có người để dựa vào cô có ai để dựa ngoài bản thân mình vương hải thực sự lợi hại ngay cả chuyện phân chia tài sản cũng nói hết cho mẹ cô biết hẳn là anh ta không muốn cô được sống tốt đẹp gì mẹ cô vừa khóc vừa nháo vừa dọa nhảy lầu một hai đòi cô phải ghi tên bà và bố cô vào giấy tờ nhà bà nói nếu cô tái giá căn nhà đó sẽ trở thành tài sản chung do hôn nhân cô hỏi vì sao bà biết nhiều như vậy ai đã chỉ cho bà bà bắt đầu ấp úng làm sao cô lại không biết kẻ giật dây đằng sau chứ nhưng làm sao cô có thể đồng ý với bà chuyện xảy ra với vương hải khiến cô hiểu rằng tất cả kỳ vọng khát vọng cô không thể trông chờ vào người khác ngoại trừ chính mình lâm giao hỏi mẹ cô có biết tại sao cô đối xử tốt với bà hay không bà im lặng lâm giao nói tiếp lúc đầu là muốn được mẹ quan tâm khen ngợi không đúng là muốn được mẹ yêu thương như cách mẹ yêu em trai sau này là muốn trả nợ công nuôi dưỡng Bố mẹ nói con nợ các người Vậy con sẽ trả càng sớm càng tốt Mẹ thử tính xem Bao nhiêu năm qua Số con cho mẹ đã nhiều hơn những gì mẹ cho con chưa Bố mẹ chỉ nuôi cô đến 18 tuổi Đến khi học đại học Là cô vừa học vừa làm thêm kiếm sống Trong 18 năm nuôi cô đó Nếu quy đổi thành giá trị sức lao động Thì chúng ta không ai nợ ai Bà bắt đầu khóc lóc kể lể trong điện thoại Nói cô tính toán rõ ràng mọi chuyện quá cô tính toán rõ ràng ư Khi cô nói về tình cảm Bà lôi chuyện tiền bạc ra nói Khi cô đề cập đến tiền bạc Bà lại lôi chuyện tình thân ra đáp lại Chốt lại là dù cô có làm gì Thì cũng vẫn sai Sau khi cô gái đó xác nhận Cô đã ly hôn với Vương Hải Cô ta yêu cầu cô nhanh chóng bán nhà Và rời khỏi thành phố Lâm Giao hỏi cô ta muốn làm gì tiếp theo Cô ta nói nếu dám lừa dối cô ta Thì sẽ phải trả giá lớn nếu bố mẹ cô ta biết chuyện thì vương hải sẽ càng thảm hại hơn dù chỉ là lời nói qua tin nhắn cô cũng thực hâm mộ đây sự tự tin là có được từ hoàn cảnh sống tự tin bố cô ta sẽ hết lòng bảo vệ cô ta không giống cô phải lo lắng việc bố mẹ đứng về phía vương hải lâm giao nhanh chóng nộp đơn với công ty để được chuyển đi tỉnh khác và bán nhà thực ra không phải vì cô sợ cô ta dọa nạt mà cô biết rằng lúc cô ta thoát ra được cô ở lại sẽ gặp không ít rắc rối với những người này. Nửa năm sau khi đến thành phố S, Lâm Giao nhận được một cuộc điện thoại. Mẹ cô gọi cho cô, nhưng lại nói đông nói tây, không nói vào chuyện chính. Trò chuyện một lúc lâu cô mới biết bà đang bị bệnh, hỏi cô có thể quay về chăm sóc bà được không? Cô có chút hoang mang, gia đình cô vốn có thói quen, trừ em trai cô bệnh ra, những người khác đều mặc kệ. Như hồi học cấp 3 cô bị viêm tai giữa, lẽ ra có thể chữa trị kịp thời. Nhưng vì không được đưa đi bệnh viện, chỉ lê la mấy phòng khám nhỏ, cuối cùng một bên tay của cô đã thủng màng nhĩ. Lâm Giao nhanh chóng xin nghỉ phép năm, mua vé về nhà. Mẹ cô đã nằm bệnh viện huyện một thời gian, cô không về nhà mà kéo vali đến thẳng bệnh viện. Nhìn thấy cô, ánh mắt bà có chút né tránh, nở nụ cười lấy lòng. Con gái, vé xe lần này đắt lắm hả? Con phải nghỉ làm, cũng bị trừ ít lương nhỉ. Mặt bà vàng như sáp, môi khô và bong chóc. Lâm Giao không nói gì, nhìn bộ dạng bà, mắt cô đỏ hoe. Bao năm qua cô luôn tự nhủ rằng mình chỉ cần làm tròn trách nhiệm, nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng bà như vậy, cô vẫn cảm thấy khó chịu và chua chát trong lòng. Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình, bước về phía bà, bà nắm chặt tay cô. Trước đây bà khá đầy đặn, chỉ sau nửa năm không gặp bà đã sụt cân rất nhiều, bàn tay nắm lấy tay cô chỉ có xương và toàn vết chai. Bà cố gắng mỉm cười, nhìn cô rất nhanh rồi cúi đầu nói: "Không phải mẹ cố ý kêu con về, chỉ là sợ không còn kịp gặp con." Nghĩ như thế này ông chủ trừ con bao nhiêu tiền? Lâm Dao không trả lời, chỉ hỏi bà chuyện gì đang xảy ra. Bà chưa kịp nói thì bố cô cầm bệnh án tới, ông rít một hơi thuốc, nhà khói đầy phòng. Ai ra, đúng là xui xẻo, uống nước còn nghẹn mà. Họ nói mẹ mày có cái u trong tử cung. Có u mà còn sống được sao? Vì thế muốn gọi mày về... Bố cô vừa nói vừa hút thuốc. Cả phòng toàn khói thuốc lá. Cô vội bảo bố cô ra mở cửa sổ. Lâm giao hỏi mẹ cô có phải chỉ làm kiểm tra ở bệnh viện huyện thôi không? Bà nói cũng đã đi khám vài nơi. Họ đều nói là có khối u. Lâm giao hỏi sao không đưa bà lên bệnh viện tỉnh hay thành phố mắt bà trống rỗng. Đắt quá, mẹ già rồi, không cần phải tốn kém như vậy. Cô lại hỏi bà thực sự không muốn sống sao? Lần này bà không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống. Lâm Giao nhìn từng giọt nước mắt lớn rơi xuống chăn, giống như đang rơi vào lòng cô. Mẹ cô đã từng đánh cô, mắng mỏ cô, mặt nặng mè nhẹ với cô, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như vậy. Lâm Giao đã từng nhủ rất nhiều lần rằng một ngày nào đó cô sẽ làm cho bà phải hối hận nhưng làm sao cô có thể làm được cô hỏi bà lâm tử hàm đâu bà vội vàng nắm tay cô đừng trách nó nó còn phải lo kiếm cơm không thể cứ xoay quanh mẹ được trước khi cô kịp nói bà đã chặn lại sợ cô trách mắng nó cảm giác bất lực này khiến cho cô thấy khó thở lâm giao xem hồ sơ bệnh án bên trong ghi có hình khối đang phát triển có thể là khối u chỉ nhìn qua phim chụp cùng với thuốc truyền chống viêm của bệnh viện huyện cô quyết định đưa bà đến bệnh viện hát để kiểm tra lại mắt mẹ cô hơi sáng lên hỏi cô đăng ký khám bệnh có phiền phức cũng không dễ dàng chi phí lại cao bà cằn nhằn nói rất nhiều nhưng thấy cô im lặng bà mới thận trọng nói tiền thì sao tiền của bố con còn dùng để dưỡng già còn em trai con cũng cần phải nuôi gia đình bà nói rất nhiều nhưng lại không dám yêu cầu cô tiêu tiền thậm chí còn không dám nhìn cô lâm giao hít một hơi thật sâu rồi thở ra hứa hẹn cô sẽ bỏ tiền bà không có vẻ vui mừng chỉ cúi đầu xuống như một đứa trẻ đã làm sai lâm giao nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện cho mẹ nhưng bố cô ngăn lại và nói mày muốn làm gì tao không có tiền để chuyển viện đến bệnh viện hát mày tự động làm thì tự đi mà thu dọn hậu quả lâm giao thực sự muốn cãi nhau với ông ta một trận nhưng không biết phải nói cái gì chỉ thấy nộ khí dung tiên máu nóng bốc lên đỉnh đầu đột nhiên có thứ gì đó ướt ướt nhỏ xuống tay cô cô nhìn xuống và nhận ra mình đang chảy máu cam lúc này bố cô mới dừng lại cô lau đi vết máu nước mắt tự nhiên rơi xuống sao cô lại bất lực sao lại khó khăn đến như vậy ông trời ông thật bất công lâm giao nhờ vả nhiều mối quan hệ cuối cùng tìm được một bác sĩ có danh tiếng tốt cho mẹ cô vừa đưa bà nhập viện, cô liền đi mua cơm. Khi quay lại cô thấy bà đang run rẩy thu dọn đồ đạc. Cô hỏi bà muốn làm gì? Bà nói đột nhiên thấy khỏe hơn nhiều nên về nhà thôi, có thể một thời gian sau sẽ tốt hơn. Lâm Dao đứng tại chỗ không nói lời nào, chỉ nhìn bà. Mẹ lo lắng đến rơi nước mắt, ôm lấy cô bằng cả hai tay. "Còn có biết chỗ này giá bao nhiêu không? Không đáng, mẹ già rồi." tiêu số tiền này thật là lãng phí còn còn quá trẻ còn chưa biết trời cao đất rộng lâm giao đặt hộp cơm xuống mấy ngày chạy quanh lo việc ngay cả cơm cô cũng chưa ăn rõ ràng là rất đói nhưng cô không thể nuốt nổi một miếng cô nói với bà rằng vẫn còn tiền sau khi bán nhà bà ôm cô thật chặt an ủi nói mẹ biết con bán nhà có tiền nhưng tiêu cho mẹ cũng không ích gì con có thể giữ lại cho bố con dưỡng già hoặc là cho em trai con phòng khi có chuyện thấy mặt cô lạnh lùng bà vội vàng nói con giữ lại cho con đi bệnh này là một cái hố không đáy cô hỏi bà mẹ nếu hôm nay là em trai con bệnh thì có dùng tiền này để điều trị không con có ý gì lâm giào lại hỏi nếu hôm nay người bệnh là bố thì sao bà đã có một chút tức giận hơi thở không đều cuối cùng cô hỏi nếu là con thì sao lời vừa ra khỏi miệng cô liền òa khóc ở trong nhà cô phân chia thứ bậc rõ ràng mẹ và cô ở bậc thấp nhất giống như vật nuôi chi tiêu cái gì lên người cũng phải tính toán không được lỗ vốn cô đã hơn một lần oán giận bà vì sao lại sinh ra cô và tại sao sau khi sinh ra cô bà lại đối xử với cô như vậy cô cũng rất kỳ vọng vào mẹ như bao đứa trẻ khác mong ngóng được mẹ chải tóc, mua cho quần áo mới, nấu cơm cho cô, ôm và du cô ngủ. Nhưng ánh mắt của mẹ luôn dõi theo em trai cô, còn cô dường như chỉ là người giúp việc trong nhà. Cô sẽ luôn nhớ bà ấy đã tàn nhẫn với cô như thế nào khi cô mới 12 tuổi. Khi đó, sức khỏe của bà nội ngày càng tệ. Ở quê không có điều kiện chữa bệnh, chỉ có các phòng khám và bệnh viện nhỏ. Lúc đầu cô chăm sóc bà nội em trai cô được gửi về bà ngoại. Còn bố mẹ cô thì ra ngoài làm việc. Khi đó ngày nào cô cũng lo lắng, sợ sáng mai tỉnh dậy bà nội đã mất. Vì vậy cô luôn dùng tay để kiểm tra xem bà còn thở không. Từ hôm đó, bà luôn cố ý thở thật to để cô nghe thấy. Cô biết bà chưa chết. Hồi đó cô thường xin nghỉ học để đưa bà đi khám. Khoảng một tháng sau, bố mẹ cô trở về. Hai ngày sau, cô cô cũng về lúc đó bà cô rất sợ một mình luôn muốn có người ngủ cùng nhưng bọn họ không ai chịu ngủ bắt cô đi cô nghe mẹ nói nhỡ có bệnh truyền nhiễm thì sao để nó chịu đi những lời này cô nhớ cả đời kể từ đó cô không bao giờ có bất kỳ hy vọng nào nữa nhưng bây giờ nhìn bà cô chợt cảm thấy bà còn đáng thương hơn cả cô bởi vì bà không chỉ coi thường cô là con gái bà còn coi thường cả chính mình bà không yêu chính mình thì làm sao đòi hỏi bà yêu thương con gái không phải bà không yêu cô bà chỉ không yêu vì cô là con gái lâm giao không tranh cãi nữa chỉ nói mẹ thấy không đáng nhưng con thấy đáng có điều quyền điều trị là ở mẹ nếu mẹ không muốn con cũng không ép dù sao đó cũng là cuộc sống của mẹ nhưng chúng ta là mẹ con nếu mẹ bị bệnh dù phải bán máu để có tiền chữa con cũng làm điều này không phải là đáng hay không đáng mà chỉ đơn giản con không muốn mẹ chết nói xong cô ra khỏi phòng đến khu vực hút thuốc rít một hơi lúc đầu cô không hút thuốc nhưng gần đây cô không ngủ được nên mới bắt đầu tập hút do chưa quen hít một hơi thuốc dài khiến cho cô bị nghẹn trào nước mắt cô nhân cơ hội này vùi đầu vào đầu gối khóc thỏa thê cho đến khi làn khói cháy khét làm cho cô tỉnh cô dập tắt điếu thuốc lao nước mắt rồi đi gặp bác sĩ của mẹ sau cuộc nói chuyện đó, mẹ cô đã chấp nhận điều trị. Bà chỉ yêu cầu cô phải cho bà biết chi phí. Bà nói bà không muốn mắc nợ. Số tiền này coi như bà vay cô. Năm nay bà 50 tuổi, đến năm 70 tuổi chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền trả nợ cho cô. Nói đến đây bà có một chút xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ. Lâm Giao thuận thế nói đúng rồi, bây giờ cô là chủ nợ, nên bà phải ăn ngon ngủ ngon, để sau này còn đi làm kiếm tiền trả cô. May mắn, khối u của mẹ cô là lành tính, cùng với nhiều chính sách y tế khác, chi phí điều trị cuối cùng cũng nằm trong khả năng chi trả của cô. Tuy nhiên, vì chậm trễ công việc mấy tháng nên cô vẫn quyết định từ chức. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện của mẹ, xếp cũ liên lạc với cô. Đầu tiên cô ấy nói chúc mừng cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn, may mắn là không có nguy hiểm gì. Rồi cô ấy nhiệt tình mời cô quay lại làm việc không những thế còn xếp cho cô một vị trí cao hơn trước đây lúc đầu cô cảm thấy rất vui nhưng sau sự việc của mẹ cô lại lưỡng lự và nói rằng còn có một ít chuyện cần phải giải quyết cho cô thêm một chút thời gian suy nghĩ khi mẹ cô xuất viện bố và em trai cô cùng đến đón giọng em cô ngọt như mía lùi kéo tay mẹ và nói mẹ thời gian này con lo cho mẹ chết đi được ăn không ngon ngủ không yên không ngờ lần này mẹ cô lại buông tay nó ra túm tay cô thật chặt cô thấy bà khẽ run lên trong bữa ăn em trai cô lại ra vẻ vô tình hỏi lại xem cô định dùng số tiền ly hôn như thế nào nó kêu nó đi hỏi rồi khối u của mẹ cô lành tính mổ cũng không tốn mấy nó muốn mở cửa hàng và nói cô hỗ trợ tiền lâm dao bảo nó lại gần nó dịch ghế đến sát cô vẻ mặt lấy lòng cô tát cho nó một cái thật mạnh Tao nhịn mày đã lâu lắm rồi." Căn phòng lập tức im lặng. Không ai ngờ cô lại đột nhiên nổi điên, vì suốt thời gian qua cô luôn nhịn, cảm giác như toàn thân sắp nổ tung. Nhìn thấy hai người họ, cô không thể chịu nổi nữa. "Lâm Dao không được đánh bố, còn nó thì sao lại không?" Cô không chỉ đánh em trai mà còn phải đánh nó trước mặt bố cô. Lâm Tử Hàm lập tức nổi giận, định ra tay đánh lại cô. Lâm Dao gần từng chữ Lâm Tử Hàm, nếu hôm nay mày dám ra tay, tao đảm bảo từ nay về sau, mọi chuyện của bố mẹ tao không bao giờ động vào nữa, tất cả để cho mày lo. Mấy năm nay mọi khoản đóng góp chi phí cho bố mẹ, tao đều ghi lại rõ ràng, nếu cần đưa ra tòa tao có đủ chứng cứ. Mày nghĩ xem, tao có dám làm không? Lâm Tử Hàm cứng đờ tại chỗ, đám đấm không buông xuống được. Lâm Giao đứng dậy và tát nó phát nữa. Lần này bố cô không nhịn được ném cái bát vào cô. Cô tưởng mình sẽ bị trúng đòn, nhưng không ngờ mẹ cô lại lao ra chặn. Chiếc bát đập mạnh vào chán bà vỡ tan. Lâm dao kéo mẹ ra phía sau và hét lên. Nhưng cổ họng cô như nghẹn lại, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh. Trước đây mỗi khi xảy ra những chuyện như thế này, cô đều sợ đến mức đứng im để cho ông đánh. Giống như trong tiềm thức, từ khi cô lớn lên, mỗi khi có ai mắng, cô sẽ bị sốc ngay tại chỗ phải mất một lúc mới hồi phục được. Nó như một dạng ấn ký trong ký ức, mắng rồi đánh. Cô bị quen đối xử như vậy. Nhưng hôm nay, cô không muốn như thế. Cô muốn cố gắng chống lại cảm giác này. Trong trí tưởng tượng, cô sẽ lưu loát uy hiếp ông ta. Nếu ông còn dám đánh tôi, sau này tôi sẽ không cho ông dù chỉ một xu. Nhưng thực tế, cô nói một cách ngắt quãng, tốn rất nhiều công sức mới diễn đạt được trọn vẹn. Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng nhưng cô phải nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi vã ra như tắm. Năm đấm của bố cô đúng là không rơi xuống người cô. Dù rõ là thắng, nhưng nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Mẹ cô kéo cô bước ra ngoài, bước đi rất nhanh như đang chạy trốn. Lâm Dao bị bà kéo đi như bị mê hoặc, phải rất lâu sau cô mới phản ứng lại. Đưa bà đi băng bó. Băng bó xong, hai người bọn họ không về nhà mà chỉ đi bộ dọc đường. Lần đầu tiên, hai người bọn họ bước đi một cách bình tĩnh, không có cảm xúc mãnh liệt, cũng không có ai nói câu gì. Đi đến lúc tót mồ hôi, bà đột nhiên thở dài. Đúng ra con không nên làm như vậy với bố và em trai. Con gái về sau vẫn chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ. Lâm Giao hỏi bà, như thế nào là dựa vào, bố và em trai sẽ giúp con sao? Bà sững sờ, cuối cùng chỉ nói cô không phải chịu mệnh khổ như bà hồi còn ở nhà bà ngoại cũng không có mấy ngày vui vẻ lớn lên mẹ con cũng không gần gũi nhau rồi chủ yếu vẫn là nói về cô nói rằng cô không thường liên lạc với bà rằng cô đối xử với bà như một người xa lạ rất kỳ quái người thường xuyên đánh bà là bố cô hút máu bà là em trai cô nhưng người mà bà ác cảm nhất lại chính là cô bà bị bệnh cô tìm bác sĩ giỏi nhất chu cấp chi phí sinh hoạt mua quần áo là mọi trách nhiệm của mình với bà ấy nhưng như thường lệ bà ấy cảm thấy mọi đau khổ trong cuộc đời đều là do cô nếu không có cô liệu bà có tốt hơn không cô không hỏi câu này nữa nó thật vô nghĩa lâm giao hỏi bà tại sao bố có thể đánh mẹ giấy kết hôn của mẹ hay giấy bán thân hay mẹ cho rằng đó là giấy bán thân nên khi con sinh ra cũng là một dạng bán thân luôn vì mẹ sinh ra con nên mẹ có quyền hút từng giọt máu của con. Vì cái gì mà mẹ cắm đầu và nấu nướng giặt rũ, còn ông ấy thì ngồi kén cá trọn canh. Vì cái gì mà cũng là phụ nữ, giữa hai đứa con, mẹ lại căm ghét con như vậy. Bà sững sờ tại chỗ, lắp bắp và nói. Không, không phải... Lâm Giao không tranh cãi với bà về vấn đề này nữa, đưa bà về nhà rồi cô đi ngay. Căn nhà cô thuê ở thành phố S vẫn chưa trả lại bây giờ cô cũng chẳng còn nơi nào để đi xử lý xong những chuyện này cô chỉ cảm thấy kiệt sức trở lại thành phố s cô tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với mẹ mẹ cô phàn nàn rằng bố luôn la mắng đôi khi còn đánh đập bà lâm giao hỏi bà tại sao không ly hôn bà ấy lập tức phản ứng dữ dội nói rằng ở tuổi già như vậy mà ly hôn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ cô và bà nói về vấn đề này không biết bao nhiêu lần Cuối cùng cô tê dại, nói tùy mẹ. Thành phố S đối với cô còn cô đơn hơn thành phố A. Số người cô quen quá ít ỏi, mỗi ngày cũng chỉ có đi làm rồi về nhà. Trăm triệu lần không nghĩ rằng cô lại gặp nhân tình của chồng cũ mình. Cô gái kiêu ngạo đó đang đi mua quần áo. Lâm Giao thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngạo mạn mắng cô ta. Tôn manh, cô kêu tôi là tình nhân của cha cô. Bản thân cô cũng không phải là tiểu tam sao? lại còn ra vẻ cao thượng tôn manh vốn đang ngẩng đầu ngang hàng với bà ta giống như là con gà trọi bỗng nhiên bị chọc trúng chỗ hiểm hơi rũ xuống chỉ có ánh mắt quật cường vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vốn dĩ cô không muốn xen vào việc của người khác nhưng khi nhìn thấy bàn tay nắm chặt của cô ấy cô mới nhớ ra rằng cô ấy đã giúp cô trong chuyện với vương hải cô ấy hình như thực sự quan tâm đến chuyện này một cô gái kiêu ngạo như vậy mà đứng đây để bị người khác mắng Đột nhiên cô không muốn nhìn thấy điều này. Có lẽ là vì trong đời cô đã cúi đầu quá nhiều lần nên không muốn nhìn thấy cô ấy cúi đầu. Lâm Giao vừa đi tới, nắm lấy cô ấy trêu ghẹo. Không thể tưởng tượng được, người như cô mà lại chịu để cho kẻ khác chửi mắng. Lạ kỳ, lần này cô ấy không cự tuyệt cô, chỉ cúi đầu xuống. Không đành lòng, Lâm Giao khẽ nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là tiểu tam. Nếu đến tôi còn không nghĩ vậy, thì trên đời này không có ai có thể gắn cái mắt đó cho cô. Chỉ với một lời nhẹ nhàng như vậy, con gà ủ rũ phút chốc biến thành máy bay chiến đấu. Tôn manh ngẩng đầu kiêu hãnh và thẳng lưng. Bà cả đời chỉ làm tình nhân, nên nhìn ai cũng ra tiểu tam giống mình. Bà phải nhớ rằng, dù có là tình nhân của cha tôi đi nữa, thì cũng không bao giờ là chính thất. Tất cả tài sản đó đều thuộc về tôi. Bà có làm ầm mỹ lên cũng không có tác dụng gì người phụ nữ tức giận lồng ngực phập phồng quay người bỏ đi tôn manh nháy mắt với cô lâm dao nhìn cô ấy buồn cười và không nói gì tôn manh hơi đỏ mặt nhưng vẫn kiêu ngạo nói hừ tôi đương nhiên biết mình không phải là tình nhân rồi nhẹ giọng nói cảm ơn cô vốn dĩ cô đã mua sắm xong nhưng vẫn bị cô ấy kéo đi mua sắm như điên cuối cùng lâm dao cô cũng được nhìn thấy vẻ khoái hoạt của kẻ có tiền nếu cô có tiền Mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra với cô Sẽ không có ý nghĩa gì hết Cô có nhiều cách khác nhau để chữa lành vết thương của mình Buổi tối Hai người bọn họ tìm đến một quán bar Và bắt đầu uống rượu Thật là một mối quan hệ kỳ lạ Về mặt logic mà nói Hẳn là cả đời không nhìn thấy nhau Giờ đây hai người bọn họ không chỉ gặp nhau Ở nơi đất lạ Mà còn bình thản ngồi bên nhau Tuân Manh hỏi rằng Tại sao cô lại giúp cô ấy Cô hỏi ngược lại Tại sao ngay từ đầu cô ấy lại giúp cô? Cô ấy cong môi, co mày nói. Cái tên cặn bã đó dám lừa dối tôi. Nếu không giúp cô, tôi cũng chỉnh hắn chết thôi. Lâm Giao chỉ ngồi im lặng uống, lắng nghe cô ấy nói. Sau khi cô rời thành phố A, Vương Hải đặc biệt bám dính tôn manh. Luôn miệng nói là muốn kết hôn với cô ấy, nhưng lại cũng không nói rõ ràng việc đã kết thúc với cô, khiến tôn manh thực sự tức giận. Sau đó cô bắt đầu đưa Vương Hải vào cái bẫy của mình. Một kẻ khi được nếm mùi không làm mà hưởng thì sẽ không bao giờ muốn quay trở lại cuộc sống trước đây. Chiều này thực sự quá ác độc. Khi Vương Hải cảm thấy bị cô phá hủy mọi thứ, hắn chỉ còn biết bám dính lấy gốc cây kim tiền tôn manh, giống như dây leo bám vào đại thụ. Khi bị đứt ra khỏi cây, hắn chỉ còn biết nằm dạp trong mưa gió. Cuộc sống xa hoa đó khiến hắn thèm muốn, tự ti lại khát vọng. Tôn Manh cố ý để cho những kẻ theo đuổi mình làm nhục Vương Hải, sau đó lại đến an ủi anh ta. Khi thấy Vương Hải đã quá lệ thuộc vào mình, cô liền đá anh ta luôn. Kể xong, Tôn Manh nhìn cô đầy mong đợi. Thế nào, thấy tôi giỏi không? Lâm dao đã hơi say, mắt hơi đỏ, trong mắt có một chút nước, nhưng cô cứng rắn mở to mắt, không chịu để nước mắt rơi xuống. Cô không nói gì và ôm Tôn Manh. Cuối cùng cô ấy không thể kìm được và khóc trên vai cô, liệu mẹ có trách tôi không có phải vì duy chút nữa tôi đã trở thành kẻ thứ ba nên mẹ không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa tôn manh kể vì bố cô ngoại tình nên mẹ cô đã tự kết thúc cuộc đời trước đây cô ấy luôn nói dối cô rằng bố mẹ quan tâm chiều chuộng thực ra ngoài việc cho tiền bố cô hoàn toàn không để ý đến đứa con gái này còn mẹ cô thì đã mất từ lâu lâm giao không phải là người giỏi an ủi nên chỉ có thể để cô ấy khóc trên vai mình sau khi khóc đủ rồi cô ấy hỏi cô tại sao cô không an ủi cô ấy ai ra một bên cô đồng cảm với cô cảm ơn sự giúp đỡ của cô một bên cô phải thương chính mình vì sáng mai cô còn phải đi làm cô ấy có rất nhiều thời gian và tiền bạc để kiếm niềm vui nhưng những người bình thường như cô chỉ có thể đắm mình trong cuộc sống bận rộn chỉ biết đi làm rồi tự nhủ mọi chuyện đã qua rồi hãy quên đi sau lần gặp gỡ đó tôn manh thích đến chỗ cô để trò chuyện hoặc chơi đùa nhưng phần lớn thời gian cô đều bận túi bụi cô ấy không hề khó chịu mà chỉ đi loanh quanh gần công ty chờ cô một tối nọ khi cô ấy đang ăn tối tại căn nhà thuê của cô cô nhận được cuộc gọi từ vương hải lâm dao bị viêm tay giữa từ nhỏ thính giác không tốt nên cô bật loa ngoài vương hải bắt đầu hỏi cô dạo này thế nào Cô có bạn trai mới chưa? Lâm Giao có chút không kiên nhẫn. Liên quan gì tới anh? Tuân Manh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho cô. Ngay khi cô chuẩn bị cúp máy, Vương Hải đột nhiên nói. Giao Giao, anh sai rồi, anh nhớ em quá. Lần đầu tiên cô nhận ra, tên của mình có thể bị phát âm ghê tởm như vậy. Cô kìm nén cơn tức giận và nói. Tôi biết Tuân Manh ở đâu. Tuân Manh nhanh chóng đặt đũa xuống, nhìn cô chằm chằm làm động tác cầu xin. Quả nhiên Vương Hải nhanh chóng hưng phấn, lập tức hỏi cô. Cô ấy ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết được không? Giọng nói của anh ta thực sự có tiếng khóc. Cô không khỏi khen ngợi tôn manh vì đã thuần hóa Vương Hải như một con chó. Vương Hải, tôi thật sự coi thường anh. Nói xong liền chặn hắn luôn. Tôn manh lập tức ôm lấy cô khen ngợi. Chị Giao Giao tức giận rất là đẹp nha. Càng tiếp xúc nhiều với Tôn Manh, cô càng biết nhiều thứ. Hóa ra cô ấy không chỉ ăn chơi vô độ như vẻ bên ngoài. Cô có công việc kinh doanh riêng liên quan đến trợ giúp pháp lý, có điều không được nổi tiếng. Trợ giúp pháp lý Lâm Giao cũng học chuyên ngành này ở đại học, nhưng ngành này cần thời gian quá dài. Cô không chờ được, nhà cô đang chờ cô đưa tiền. Cô được cha mẹ nuôi dưỡng, họ luôn giúp cô trả nợ, không để cho cô có thời gian rảnh. Khi đó cô mới ra trường, vừa phải tự lo cơm ăn nhà ở cô phải nhanh chóng kiếm tiền cho nên thay vì theo đuổi nghề ban đầu cô đi làm công việc tiêu thụ thị trường cho một công ty lâm giao xem xét kỹ hơn tình trạng văn phòng pháp lý của tôn manh ưu điểm của họ là có tiền và thuê người chuyên nghiệp nhưng nhược điểm của họ là chưa đủ nền tảng đặc biệt là hoạt động trực tuyến và các loại video đều thiếu tính phổ biến trong lòng cô dường như có điều gì đó háo hức muốn thử Chuyện này thoạt nhìn có vẻ rất bốc đồng, cô đã gần 30 rồi, thế nào mà lại giống tuổi trẻ bốc đồng như vậy. Cả đêm cô không ngủ được, cuộc sống mấy năm nay cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim. Lâm Dao giống như là một mặt thì cứ chạy theo đồng tiền, một mặt lại tự nhủ, từ từ sau này sẽ làm việc đó. Khi từ bỏ chuyên ngành ban đầu của mình, vào thời điểm đó, cô đã tự nói với mình rằng cô sẽ quay lại khi có tiền giống như khi còn đi học đối mặt với khao khát muốn học vẽ hay bơi lội cô luôn tự nhủ không sao chỉ cần đợi lớn lên có tiền là được nhưng trưởng thành rồi thì thật sự có tốt hơn không giống như cô luôn trông chờ vào một miền xa xôi nào đó nhưng nhìn lại cuộc đời không quá dài của mình sự mong chờ đó liệu có xứng đáng để cô từ bỏ cơ hội hết lần này đến lần khác và sau ngần ấy năm cô vẫn chưa đợi được cái miền xa xôi đó lâm giao nghĩ đến mẹ cô tại sao bà không ly hôn bà sợ điều gì cô nhớ hồi còn nhỏ mình từng bị xâm hại nhưng chưa bao giờ dám lên tiếng như thể chính mình là người có lỗi nếu lên tiếng thì mọi người sẽ trách móc cô cô nghĩ đến rất nhiều rất nhiều điều nữa nghĩ đến người bạn thân nhất khi còn nhỏ bị bố mẹ đánh bị thương toàn thân không ai giúp cô ấy nhìn vào tài khoản trên mạng của tôn manh cô không khỏi bật khóc trong lòng cô có một ý chí mãnh liệt tự nhủ rằng mình muốn làm điều này Nếu không có ai lên tiếng Cô có thể trở thành người nói ra những tiếng nói đó hay không Lâm Giao có một chút do dự Rốt cuộc cô không còn là sinh viên mới ra trường đầy khao khát Cuộc sống vốn đã mài rũa vài góc cạnh của cô Nhưng khát vọng cuồn cuộn vẫn đang dâng trào trong cô Hai luồng suy nghĩ đó cứ liên tục đánh nhau trong đầu Kể từ đó Tôn Manh đến chỗ cô ngày càng thường xuyên hơn Bây giờ khi cô ấy viết bài Cô ấy còn hỏi ý kiến của cô lâm giao không thể khống chế được việc thảo luận chia sẻ ý kiến của mình với cô ấy sau nhiều lần chỉ cần nhìn ánh mắt là cô biết cô ấy đang định làm gì sau vài tháng cô ấy thực sự đã gửi cho cô một khoản tiền lâm giao vô cùng bối rối cô ấy nói lưu lượng truy cập cũng có lãi sự sáng tạo của cô trước đây đã giúp cô ấy thu hút rất nhiều lượng truy cập thậm chí còn nhận được vài quảng cáo nhỏ cô hỏi liệu tôn manh còn thiếu tiền hay sao cô ấy nói không thiếu nhưng việc này giống như là nuôi một đứa trẻ chăm nó lớn lên và việc mình làm thực sự giúp ích được cho mọi người cô ấy cho cô xem tin nhắn của những người hâm mộ và nhiều tin nhắn riêng tư khác lần đầu tiên lâm giao phát hiện ra bản thân thực sự có công dụng như vậy cảm giác được mọi người cần đến này là điều mà trước đây cô không có không trước đây cô chỉ là một công cụ kiếm tiền mỗi đồng tiền kiếm được đều là vì cái gọi là tương lai kiếm tiền cho gia đình nhưng bây giờ nhìn những tin nhắn đêm khuya ấy lòng cô như có điều gì đó vỡ òa tôn manh lấy ra một hợp đồng và hỏi cô có thể làm việc cho cô ấy không lâm giao có chút động tâm nhưng lại do dự nói cô cảm thấy có chút lo lắng trong những ngày lo lắng đó cô liên tục đọc tin nhắn của các tài khoản trên các nền tảng lớn cuối cùng khi tôn manh đã hết kiên nhẫn cô đưa cho cô ấy bản hợp đồng mà cô đã soạn thảo lần này thay vì làm việc bán thời gian cô muốn trở thành đối tác. Tôn Manh rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ký hợp đồng với cô. Lâm Giao bắt đầu lên kế hoạch lại cho việc quảng cáo. Trước đây Tôn Manh đã thuê khá nhiều chuyên gia, nên tài khoản của cô rất chuyên nghiệp, nhưng lại thiếu tính phổ biến. Vì vậy cô đã thực hiện một số điều chỉnh trên cơ sở này. Xuất phát từ đặc điểm của trợ giúp pháp lý, cô đã quảng bá nó thông qua các câu chuyện video ngắn. Chủ đề đầu tiên là bạo lực gia đình, Chuyện cô viết kể về một người mẹ hành hạ con gái vì bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Cô con gái đã dành nhiều năm học luật chỉ để giúp đỡ mẹ. Có lẽ vì đời thực có quá nhiều điều được ẩn giấu dưới sự êm đềm giả tạo nên cô viết cốt truyện mâu thuẫn gia đình dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Ví dụ như khi cô bị đánh vì đồ ăn nấu không vừa miệng, trả lời câu nào cũng bị đánh. Đánh vì đủ lý do kỳ quái. Thậm chí là đánh không cần lý do chỉ là cách để họ xả hơi sau khi say rượu đoạn video đã gây được tiếng vang với nhiều người và lan truyền khắp internet công việc của hai người bọn họ bắt đầu trở nên nổi tiếng sau lần đầu tiên lâm giao nằm trên giường một mình nhìn lên trần nhà và rơi nước mắt nhờ sự khởi đầu tốt đẹp này mà con đường phía trước của hai người bọn họ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều lâm giao cũng đã tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư tuân manh nói với cô rằng vì hai người bọn họ ngày càng làm tốt hơn Nên có một văn phòng đang tiếng tâm Muốn liên kết với hai người bọn họ Cô đã cùng cô ấy đến gặp người phụ trách Hóa ra đó là học trưởng Ở trường đại học của cô Chu Việt Lâm Giao nhớ Thời điểm hai người bọn họ cùng giúp một nữ sinh Đòi lại được tiền lương tiền công Làm thêm dịp hè của cô ấy bị lừa mất Lúc đó anh nói với cô rằng Đây là ý nghĩa của việc học luật pháp Để lên tiếng cho những người yếu đuối Bao nhiêu năm trôi qua Bây giờ cô mới bước đi những bước đầu tiên Mà anh thì đã kiên trì bấy lâu nay Với sự giúp đỡ của Chu Việt Công việc của hai người bọn họ cũng thuận lợi hơn Lâm Giao lại nhận được cuộc gọi từ Vương Hải Không biết cô đã chặn anh ta bao nhiêu lần trong những năm qua Lần này anh ta tức giận nói với cô Em cho rằng Chu Việt có thể thích em sao Em là một phụ nữ 30 tuổi đã ly hôn Bọn họ chỉ lợi dụng em thôi Thật là tức chết anh ta dựa vào cái gì mà quấy giày cô hết lần này đến lần khác. Lâm Giao tức quá, lập tức phản ứng. Đã làm sao? Tôi chính là người như thế đấy. Thích để người ta lợi dụng. Tự nguyện tặng không cho người ta đấy. Tôi tự nguyện để cho anh ấy lợi dụng thì đã sao? Tôi rất vui. Nói xong cô lại chặn cuộc gọi. Nhưng Chu Việt không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đứng cách đó không xa, ánh mắt nóng rực, khiến cô đỏ mặt. Nghĩ tới Vương Hải cô lại thấy buồn nôn Cô liền cùng Tôn Manh Thông qua vòng bạn bè của cô ấy Giới thiệu một phú bà cho Vương Hải Bà ta là một phú bà thật sự Nhưng là phú bà tập luyện Tây Quân Đô Như thế này cũng coi như đền bù mong muốn của anh ta Chỉ mong lần này anh ta có thể kiềm chế được bản thân Một năm sau khi Lâm Giao lấy được giấy phép hành nghề luật sư Vụ việc đầu tiên cô nhận Là vụ kiện ly hôn của bố mẹ cô Nhưng theo luật Lâm Giao không thể nhận vụ kiện của người thân trong gia đình Nên cô đành giao lại cho Chu Việt Mẹ cô nói rằng Nếu không có sự thay đổi của cô Bà sẽ không bao giờ nghĩ rằng có thể ly hôn Gây dựng sự nghiệp đến năm thứ ba Cuối cùng cô cũng mua được một căn nhà ở thành phố A Cuối cùng cũng có phòng riêng Khi cô 31 tuổi Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.